Hello cả nhà. Nay mời cả nhà xem làm cuộc heo với chim heo cả nhà. Chim heo nữa. Heo đâu còn chim heo chi nữa không? Thì có tròn tròn được rồi. Có sao mà nói vậy? Ai nói là chim heo. Nó linh. Lỗ đít. Thú linh. Chim heo là khác nữa hả? Chim heo là khác nữa. Chim heo là bím heo á. Bím khác nữa. Bím là cu á. Hả? Lỗ đít heo là hú linh. Vô tắm luôn đi qua. Thôi hổm tính tắm này nó làm lớn mới chứ. Không nổ. Ủa? Cái này nghệ đúng không ta? Hử? Cái gì? Không phải nghệ đâu. Nghệ lên đây nè. Chồng lên nhóc á, cái phòng sau đó đưa mình nghệ lên nghệ nè. Hả? Nghệ. Không có nghệ đó. Cái phòng sau đưa mình vô. Vô. Thì cũng thứ đó, tại mẹ lửa con ngon mà lấy chuối chám xi măng không. Còn nhiều bán không được ra bó là cứng. Họ bán được kệ vậy chứ tôi mua cái nào ngon tôi mua à. Được đến trước được trước rồi mẹ. Nhân dậu nó thôi mày mua luôn tao đi mà mày lấy cái linh hết rồi nãy mai mua hết chứ. Ừ. Đấy trơn không? Nhiều ký. Điện thoại. Trời lúc trước có 30 mà heo mắc lên 40 đó. Trời đồng đất mà bán không mắc nữa. Ừ. Trời ơi, ngon lắm. Ngon lắm không rồi. Làm biết làm ăn là ghiền luôn á. Thanh đưa mua than đi Thanh. Chốt đi. Than gì mà nước. Nước ăn dai hơn à. Ngon lắm. Mua đồ ốp rồi nữa. Nhậu nó hay vậy. Còn kia nhậu hôm qua nhậu. Làm xương xương thôi. Không quay qua nhậu. Bây giờ vũ rửa không phải chạy bữa. Vũ ở nhà cỏ nào cũng được. Hả? Ông Vũ mở nhà cỏ nhẹ không được chứ. Ừ, đúng rồi. Ở nhà muốn nhậu thì tiếp ngay luôn á. Ừ. Đi nó biết ghét lắm. Vậy là không mà qua bển là biết cái này vậy đó ha. Em qua đây chơi á, chị đừng có giận nha. Ừ. Để mà em không qua đây, Vũ anh đi cũng vậy hả? Ảnh đi kiếm tụi em cũng vậy hả? Nói vậy đó. Em qua đây cho, để ảnh qua ảnh đi á. Hai vợ chồng ghiền game. Thật ơi, mặt ơi game rồi. Chồng ghiền game rồi, chơi game suốt vậy. Với nhỏ nói sao? Chơi dở không chết, ngủ hoài. Ngủ chơi game hoài. Cứ cưỡng mẹ. Với nhỏ hồi ngày không có không chơi đâu. Thật chơi nha. Này ruột heo cả nhà, bắt đầu mình lặn lại à, mình lột ba cái mỡ với dơ dơ nó ra đó. Làm này đơn giản lắm. Có điều lột này hơi lâu rồi. Cụ đi, bỏ cho. Đây, ruột này mình luộc xong rồi các bạn, cả nhà. Đó, ruột này luộc xong rồi cái chế rượu vô. Nó là khèo nước mắm xong. Khèo nước mắm hả? Chứ không phải luộc hả? Luộc khèo nước mắm xong. Đó. Cái nhà ruột sau khi làm sạch cái mình khèo nước mắm. Giờ mình chế rượu vô nè cả nhà. Bóp chiếc rượu một cái nữa nha cả nhà. Muốn ăn cái món ruột heo này làm hơi cực. Vất vả vậy đó. Dậm thêm tôi cho ông ăn. Mà cực, cực chứ bộ quá không? Cực chứ bộ, một mình mẹ, như mình mẹ hoặc mình lên hàng đi, giờ làm gì có heo. Ừ. Chứ có rồi. Thơm quá nè. Thơm vụ rồi đó. Nè, không nghe mùi gì nữa luôn nè. Thấy không? Không có nghe chứ. Có mùi rượu rồi mẹ ơi. Ừ. Không có mùi cái bánh luôn, mùi hôi luôn. Mới đầu là mình làm sao? Mình gỡ đó. Vì cái mình cắt ngắn ngắn ra. Ừ. Hồi nãy con thấy không, khúc cũng dài vậy mà giờ teo lại vậy nè. À.
rồi cái mình rửa với nước chanh trước cái chanh muối thêm lần rồi đó phèn nữa chào phèn nữa nãy giờ hồi nãy không có quay được cái khúc đó không có coi gì. Quay được khúc làm ruột rồi này mua trước nè, lọt trước đi. Nhiêu đây thôi nha. Ừ. Con này con rửa thôi nha. Ừ, cà chua thì rửa hết cũng được. Gừng. Gừng để lại, gừng đâu có làm gì. Gừng qua kho thịt dịch còn. Đây là chế tắc. Đây còn gọi là trái quý đó cả nhà. Để nguyên trái vô luôn hả mà. Bóp rồi. Cho nó có vị he ha. Ừ, cho nó thơm. Nhiều hết luôn hả? Nhiều. Có dưa leo cà chua ở đây nè. Ăn cơm trước đi. Ăn miếng đi nó chưa ăn sáng. Không ấy đi. Cục. Rớt cục ngoài ơi. Nó nhóc hết trơn vậy, săn lại. Ừ. Cái này mình khìa với nước dừa nó còn săn lại nữa. Là 10 tháng 4 đâu còn khúc nào đen đâu Linh. Khúc nào đen nha. Dưa leo gì em? Không phức rồi không? Phức, không có nghe gì, hồi nãy xong nghe thôi không? Hồi mua gì á? Hồi chứ. Ừ, giờ đâu nghe nữa đâu. Ừ. Làm mà thôi nè, cái gì? Nhà người làm rồi thì ăn còn thấm thấm đó. Ừ. Người biết làm không bắt à. Thôi giờ ăn cơm nha. Ăn cơm đi. Còn ăn cơm rồi anh? Thôi. Sao vậy? Con nãy có ăn sáng rồi. Bỏ đồ này thôi chứ cả. Bỏ vào đồ xào cho nó đi. Đồ của tôi nó cái bụi nó đúng nó đen. Có ánh nắng mà khô rồi. Lượm cái này để. Châu dữ lắm. Châu ngâm mà. Ngâm nó ra ổng giặt mấy lần rồi nó. Giặt đúng hả? Đúng. Vậy là xong rồi, gửi vậy là xong rồi mẹ. Ừ. Tôi rửa lại nó giờ. Anh mới dẹp chỗ này cho nó chống. Rửa lại là nó là xong, muốn làm món gì để làm phải không? Ừ. Món nướng hay là kìa cái gì đó là làm. Làm xả ớt, đồ này kia, cái gì cũng được đó. Ừ. Rồi, vậy là rửa lại một lần nữa rồi. Nó không ăn kìa. Hello, xin chào cả nhà. Nhà biết đây là món gì không? Ruột heo khi nước dừa. Nhà mà để nêm gì mà đường mua nước mắm hoặc muối gì cũng được à. Một ngọt hạt nêm với nước dừa như đây thôi bắt con chảo gì đó khiến chữa các bạn nấu này nè một hồi nước nó cạn xuống luôn rồi bắt đầu là mới gấp gà, sắt gà ăn cả nhà. Sôi úp luôn.
mềm không? Thấy người ta nướng người ta bán đó. Ừ. Chắc không mềm bằng thiệt. À. Nhưng mình đâu có nấu được lâu đâu, nó dạng. Ờ. Hành mơ không? Mở tỏi phi. Coi như cho nó thơm á hả mà. Bán mùi gì không? Nãy đầu tiên là tỏi sống trong nồi đó rồi đó. Dạ. Có tỏi sống nữa. Tỏi này giờ có cho nó ấy lên gì không? Xào xáo lên không? Xào lên đi. Con nói mẹ mới bỏ tỏi hành phi vô nè rồi nó dính trên đây rồi cho nó xuống nước luôn à. Bên đây là nước mỡ heo nó ra nè cả nhà. Rồi đợi nó sắc xuống thôi cả nhà ơi. Chậm đi. Nãy giờ như phút rồi mà. Nãy giờ. Nãy giờ sắc xuống thấy cũng khoảng gần nửa tiếng cả nhà, sắc xuống giờ ruột nó vàng éo rồi nè cả nhà, nước này nó cũng bắt đầu kẹo lại rồi, thơm quá, dạ, giờ trộn trộn lên cái cả nhà, sơ rất thơm. Hấp dẫn chưa? Nước dừa, kệ cũng sợ tên nha. Đó. Giờ cho nó sắc xuống nữa nha cả nhà. Giờ chưa xong rồi. Chín thì chín rồi nhưng mà chưa ngon, sắc xuống nữa mới ngon. Đợi tầm khoảng 15-20 phút nữa cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi. Sau khi nãy giờ 15-20 phút xong rồi, giờ nó kẹo nước rồi cả nhà. Nhắc xuống luôn rồi. Giờ chuẩn bị sắc ra. Còn xíu nước nè. Cái nước coi con biết gì không? Chừa đang mình hâm. À. Nếu mà con làm cạn cái đó luôn là lấy gì hâm? Ừ. Quá trời. Ngon luôn bà con à. Nói chạy hồ thập. Đưa tô qua ra. Tôi ginh đi cái nó gớt. Này là bún. Để vô bún này là ăn với bánh mì cũng ngon lắm bà con. Đó. Cái món ở thôn quê mình, cái món đó là nó ngon dữ lắm. Bún cũng được, bánh mì cũng được, nó ngon dữ lắm.
Ông ăn tương ớt thì vô lấy nha. Chắc là hèm rồi chứ. Không. Nó ngon mà nó rẻ nữa. Nó có rẻ ha, 170 ngàn ăn nhiêu đó đó. Nó để hồi nướng ra là sắc tiết. Trăm mấy chục ngàn thì thao. Rẻ bà có đội. Cho nó hạ lửa xuống chút nữa mới để nướng được. Dạ. Quay trang nghe. Rồi thôi em xin phép tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin mến chào, hẹn gặp lại clip sau.